Rồi, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là mình có nhận một cái yêu cầu thiết kế là làm logo có chữ Dark Team theo kiểu logo eSport. Thì mình sẽ hướng dẫn cách thiết kế một cái logo chữ theo cái format giống như vậy. Sorry các bạn. Ok, đầu tiên là mọi người hãy tạo một cái trang thiết kế mới. Chúng ta vào File, vào New. Và chờ một chút, phiên bản Photoshop 2018 của mình nó chạy hơi chậm mỗi lần mà tạo cái trang mới. Hi, xin chào Việt. Chào Quân Lê. Quân Lê có một yêu cầu thiết kế áo lớp thì Quân Lê ơi, với áo lớp thì bạn miêu tả cụ thể hơn giúp mình nha. Lớp tên gì rồi muốn trong mẫu áo lớp có như thế nào? Hi, xin chào Lê Văn Bình có một yêu cầu là logo báo hồng. Ok Bình ơi. Chào chán đời tuyệt vọng. Chán đời mà còn tuyệt vọng nữa. Hi, xin chào Nguyễn Lương. Nguyễn Lương có yêu cầu thiết kế logo Refun Gaming. Ok Nguyễn Lương ơi. Nguyễn Lương có cái muốn vẽ thêm cái hình linh vật gì vào logo đó không? Hi, xin chào Võ Hùng. Refun Gaming mình nghe quen quen á, không nhớ là đã nhận yêu cầu này chưa. Rồi, tiếp tục nha. Các bạn click vào mục Print và chọn là chọn khổ giấy A3 nha. Ở ô Resolution chúng ta để 72 hoặc lớn hơn, tốt nhất là để 300 các bạn nha. Ở Background Content sẽ là màu nền, mình sẽ chọn là Black là màu đen. Ấn Create chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới. Rồi bây giờ để ghi chữ các bạn dùng công cụ là Type Tool nè, phím tắt là chữ T. Ở menu nằm ngang phía trên có cái nút màu, chúng ta click vào để chọn màu chữ ha. Ở đây mình sẽ chọn là màu trắng. Dịch qua bên tay trái một chút chúng ta có ô để chọn cái phông chữ. Đó, các bạn chọn phông nào thì cứ gọi tên phông đó vô. Ở đây mình sẽ dùng cái phông tên là Evocria các bạn nha. Evocria, chữ E bắt đầu ha. Rồi, sau khi chọn cái form, các bạn click vào trang thiết kế nè. Rồi, chúng ta bắt đầu gõ chữ ở đây. Mình sẽ gõ chữ Dark Team ha, Dark Team. Rồi, các bạn muốn phóng to chữ này lên á, thì chúng ta có thể tô đen. Ở menu nằm ngang phía trên có cái chữ T lớn, T nhỏ. Mình có thể nắm kéo, thì chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ được cái chữ này. Đó, cỡ này đi. Rồi bây giờ mình muốn cái chữ D và chữ M, hai cái chữ bắt đầu và nằm cuối của cái chữ này. Chúng ta phóng to riêng hai cái chữ đó. Sorry nha, máy mới mở, máy mới khởi động lên nên nó còn chậm lắm. Đó, thì mình sẽ dùng công cụ Type Tool nè, mình tô đen cái chữ mình muốn phóng to. Rồi cũng ở menu nằm ngang phía trên, chữ T lớn, T nhỏ các bạn. Phóng to nó lên tới kích thước như ý ha. Và các bạn nhớ cái chỉ số ở đây nè. Ví dụ như ở đây mình phóng to nó lên là 220 pixel thì mình cũng sẽ tô chữ M này và mình ghi ở đây là 220. Đó, cho nó đồng đều với nhau. Rồi bây giờ cái dòng chữ trong đây mình muốn cho nó cao lên thì các bạn tô đen. Sau đó menu nằm ngang phía trên có cái nút cái hình giống như là cái tập tin á, các bạn click vào ha. Hoặc là các bạn vào Windows mở bảng Character lên thì sẽ ra bảng Character bên đây. Thì ở đây các bạn có cái nút là chữ A rồi có chữ A có dấu gạch lên đây nè. Đó các bạn nắm kéo lúc đó thì chúng ta có thể thay đổi cái này gọi là cái chiều cao của dòng á. Đó mình cho nó nằm lên ở giữa chữ D và chữ M. Tiếp đến thì đầu tiên là mình chỉnh hiệu ứng móp méo cho chữ này. Đầu tiên là chúng ta vào Edit, vào Transform và chọn ô. À, trước khi chỉnh các bạn phải phải chuột vào layer này nha. Phải chuột vào layer này, chọn là Convert to Shape ha, để nó chuyển từ cái định dạng chữ Type Tool thành cái định dạng Shape các bạn ha. Rồi chúng ta mới bắt đầu vào Edit, vào Transform, chọn là Perspective các bạn ha. Đầu tiên là mình click cái nút trên đầu này nè, đó mình thu nhỏ cái phía trên của dòng chữ này lại, ấn Enter. Sau đó mình vào Edit, vào Transform, chọn là Wrap các bạn nha, Wrap. Rồi ở menu nằm ngang phía trên, sổ bảng Wrap xuống. Hiệu ứng đầu tiên mình chọn là Add Lower là chỉnh cái độ cong của cái phần phía dưới chữ ha. Mình sẽ chỉnh cho nó cong lên như vậy.
ấn Enter. Và mình đang có công cụ Type Tool, phím tắt là chữ V nè. Ở đây mình thấy chữ này nó dài ra nó mới đẹp, mình sẽ kéo cho nó dài ra như vậy ha. Đó. Tiếp đến, mình cũng vào Edit, vào Transform, chọn hiệu ứng là Wrap. Và ở đây mình sổ bản Wrap xuống. Tiếp theo mình sẽ chọn là Arc Upper. Arc Upper là chỉnh độ cong của phần đường ở trên ha. Mình sẽ chỉnh cho nó hơi cong xuống một chút thôi. Ấn Enter. Tiếp đến, chúng ta lên màu cho cái chữ này. Và chúng ta tạo hiệu ứng viền cho cái chữ này ha. Rồi, cái chữ của chúng ta hiện tại đang ở định dạng là shape. Định dạng ở shape á, khác với định dạng cái layer bình thường như thế nào. Thì khi mà một cái layer đang ở dạng shape á, các bạn có thể phóng to thu nhỏ và vẫn thấy cái chữ này có chất lượng rất là tốt. Nếu mà dạng hình á, các bạn phóng to lên thì sẽ thấy vỡ nét ha. Nhưng mà ở định dạng shape á, chúng ta phóng to thoải mái nè, thì cái hình nó vẫn không bị vỡ nét. Đó, thì một cái layer đang ở định dạng shape á, để chỉnh màu cho nó thì các bạn có thể dùng một trong những cái công cụ ở bên đây. Đó, các bạn có thể giữ chuột vào bất kỳ cái công cụ nào bên đây cũng được ha. Các bạn click vào cái nút này. Rồi ở menu nằm ngang phía trên á, chúng ta sổ thuộc tính xuống và chọn là Shape nha. Rồi, tiếp đến chúng ta có ô Fill. Fill ở đây có nghĩa là chúng ta muốn tô màu gì ở trong cái chữ này. Thì ở đây mình muốn cái chữ này có hiệu ứng là đổi màu ở phía dưới từ đen, ở phía trên là nó chuyển lên thành màu trắng. Thì các bạn thấy ở đây có cái nút hình chữ nhật á, có cái màu chuyển nè, các bạn click vào. Rồi click vào một cái ô màu ở đây và chúng ta chỉnh hai cái nút màu ha. Nút màu bên trái này mình không muốn màu đen thì đậm quá, mình muốn chỉnh cho nó là màu xám thôi. Ấn OK. Đó, nút màu bên phải các bạn để trắng. Và cái góc độ ở đây chúng ta để là 90 độ nha, 90 độ. Thì các bạn thấy cái chữ của chúng ta đang có hiệu ứng màu chuyển từ màu xám nè, lên phía trên là màu trắng. Bây giờ chúng ta tạo thêm một cái viền có cái màu hiệu ứng màu ngược lại nữa. Thì các bạn cũng click vào những một trong những cái ô shape bên đây nè. Rồi, ở menu nằm ngay phía trên, tiếp đến chúng ta có ô tên là Stroke. Stroke là viền các bạn ha, Stroke là viền. Thì các bạn cũng click vào cái ô mà đổi màu ở đây. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta khoan xét đổi màu gì hết. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái kích thước viền trước đã. Cái ô tiếp theo kế bên nè, chúng ta có kích thước viền, mình sẽ để khoảng 8 pixel. Thì hiện tại các bạn thấy cái viền chúng ta chỉnh á, nó sẽ đi vào trong của cái chữ. Mình không muốn như vậy, tại vì cái chữ mình, cái phông nó đã ốm rồi. Tự nhiên có cái viền vào trong nó xấu nữa, mình muốn cái viền nó đi ra ngoài ha. Thì ở đây, chúng ta sẽ chọn vào cái ô kế bên cái ô chỉnh kích thước viền á. Các bạn sổ ô này xuống. Và ở đây, nó có cái ô là Align. Align là sắp xếp ha. Thì mình chọn cái nút thứ ba. Đó, có nghĩa là cái viền nó sẽ xếp ra phía ngoài. Rồi bây giờ mình chỉnh lại cái ô stroke nè. Chúng ta chỉnh lại cái màu của cái viền. Mình sẽ click vào một trong những cái nút ở đây. Mình bắt đầu chỉnh màu bên đây ha. Màu bên đây mình double click vào và mình chỉnh nó thành màu xám luôn. Phía bên phải là màu trắng. Và mình muốn cái độ chuyển màu nó đảo ngược so với chữ bên trong. Thì ở đây có cái góc độ của màu nè. Thay vì 90 độ các bạn để là -90 độ ha. -90 độ. Đó là chúng ta sẽ thấy cái màu của chúng ta nó đảo ngược lại so với đối với cái viền ha. Đối với cái viền cái màu nó đảo ngược lại. Rồi cái viền ở đây mình thấy nó hơi dày quá, mình chỉnh nó lại khoảng 6 pixel ha. Tùy vào kích thước của trang thiết kế các bạn chỉnh cho thấy nó thích hợp các bạn ha. Rồi tạm thời mình sẽ tắt cái layer background đi, mình sẽ tạo một cái background đen cho cái dòng chữ này. Thì để tắt layer background á các bạn, để muốn tắt một cái layer á thì các bạn chỉ cần click vào cái nút hình cái con mắt ở kế bên layer đó là chúng ta có thể tắt được layer đó nha. Rồi mình chỉnh lại lên cái layer dòng chữ nè. Sau đó chọn một trong những cái công cụ ở phía bên tay trái này. Rồi. Bây giờ mình muốn tạo một cái nền đen ở phía dưới. Thì việc đầu tiên mình sẽ làm là mình sẽ nhân đôi cái layer này lên. Mình phải chụp layer dòng chữ này. Mình chọn là Duplicate Layer ha. Ấn OK. Sau đó mình click vào layer phía dưới nha. Bây giờ muốn nền đen đơn giản lắm. Chúng ta làm một cái viền cho nó phủ đen hết xung quanh dòng chữ này. Thì như ta đã biết để chỉnh cái viền á, thì các bạn click vào ô Stroke nè. Đó. Thì bây giờ chúng ta không muốn cái màu nó chuyển nữa mà chúng ta muốn là màu đen. Một cái màu đen đặc ha. Thì các bạn click vào cái hình chữ nhật có màu đen nè. Rồi click vào cái nút màu đen.
Sau đó mình sẽ chỉnh cái kích thước của cái viền này, mình cho lên là 30 pixel thử xem. Đó, thấy 30 pixel là cái viền cũng ok rồi đó. Bọc hết được dòng chữ rồi đó. Đó, rất là đơn giản đúng không? Sau đó mình sẽ dùng công cụ Move Tool nè, phím tắt chữ V. Mình sẽ chỉnh cho cái... Các bạn nhớ ấn Ctrl chọn một lúc hai layer này nha. Rồi, chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại. Mình sẽ muốn có thêm một cái viền đỏ ở xung quanh cái viền đen nữa. Thì cách làm cũng y như lúc nãy luôn. Chúng ta phải chuột layer mà cái chữ mà đang có viền đen á. Các bạn duplicate layer đó lên, nhân đôi nó lên ha. Xong rồi chọn layer phía dưới. Rồi ở đây cũng chuyển qua một trong những công cụ shape ở đây. Và ở đây cái nút stroke. Stroke mình sẽ chọn là màu, tạm thời là màu đỏ đi. Đó, rồi mình chỉnh cái viền này cho nó lớn lên. Để 40 pixel thử xem. Các bạn thấy có một cái viền đỏ bọc quanh phía ngoài rồi á. Nhưng mà ở đây, mình click lại vào bảng stroke, mình muốn cho cái màu đỏ này nó chuyển từ màu đỏ nhạt xuống dưới là màu đỏ đậm ha. Thì mình cũng click vào cái ô hình chữ nhật có cái độ chuyển màu này nè. Rồi mình click vào một trong những nút màu này. Đó, rồi mình click màu bên trái. Ở phía bên trái này mình sẽ chọn là màu đỏ đậm. Phía nút bên phải này mình sẽ chọn là màu đỏ nhạt. Đó, là chúng ta sẽ có ngay cái hiệu ứng là chuyển màu từ đỏ nhạt xuống phía dưới đỏ đậm ha. Ok, rất là đơn giản luôn đúng không? Như vậy là chúng ta đã thiết kế được chữ Dark Theme theo logo eSport các bạn ha. Thì bằng cách này các bạn có thể gần như chỉnh được mọi cái chữ theo cái hiệu ứng kiểu escort các bạn, mascot các bạn ha, kiểu linh vật á, kiểu những cái logo cho team game này nọ, rất là đơn giản luôn ha. Rồi, sau khi mà chỉnh thiết kế xong á, chúng ta vào image nha, image vào trim để chúng ta xén xác cái thiết kế này lại, và các bạn vào file save để lưu thiết kế này với định dạng là PNG nha, PNG BNG. Sau đó mình sẽ vào gecko.vn, gecko.vn, tên của fanpage các bạn. Rồi click vào một app thiết kế nè, chúng ta sẽ mở được ứng dụng thiết kế áo. Rồi mình sẽ click vào cái nút upload ảnh và upload cái mẫu này lên. Đây, mẫu Dark Team chúng ta vừa mới lưu. Đó là mình đã đưa được cái dòng chữ này lên trên áo, rất là đơn giản luôn đúng không? Ok, mình sẽ lưu mẫu này với tên là Dark Team Logo eSport. Hi, Trần Hồng Quân, bạn vào fanpage những cái logo mà mình đã thiết kế mình không có lưu lại đâu. Các mình chỉ lưu lại cái video hướng dẫn mà mình thiết kế thôi. Nên nếu mà các bạn muốn coi lại những cái video hướng dẫn mình thiết kế thì coi ở trên cái description cái miêu tả của cái livestream này nè. Có cái mục là playlist các livestream các bạn click vào thì sẽ xem được hết những cái hướng dẫn của mình. Còn bạn nào mà muốn lấy file gốc mà trong cái livestream mình thiết kế thì trong cái livestream nào các bạn inbox vào fanpage Gecko ha. Để inbox vào fanpage Gecko á thì cũng trên description có cái mục là gửi tin nhắn cho Bay á. Các bạn click vào và gửi cái tin nhắn cho Bay nha. Rồi ở cuối livestream mình sẽ gửi cho bạn cái thiết kế gốc của cái những cái thiết kế mà mình làm. Nhưng mà lưu ý phải gửi trong lúc mình livestream các bạn nha. Thì mình mới gửi cho bạn được. Tại vì kết thúc livestream là mình thường mình xóa hết mấy mẫu này. Nên qua buổi livestream hôm sau là mình không có file để gửi cho các bạn nữa. Hi, xin chào Ngô Tiến Tới. Chào Tân Bảo. Hi, Việt vẫn còn. Ở bên mình vẫn còn thấy Việt là fan cứng cộng 1 nha. Vẫn còn thấy. Hi, xin chào Phạm Lý Độc Hành. Chào Hoàng Quyển. Mình có thể hướng dẫn tạo logo nha. Hi, xin chào Lão Ca.
Nguyễn Tân là comment dạo để thành fan mềm cộng một. Hai Hoàng Nguyễn ơi, tương tác nhiều là sẽ được thành fan cứng thôi. Vì có một yêu cầu là làm con mè là con gì? À, con mèo hiệu ứng Polygon. Ok Việt ơi. Hai, hai xin chào đính ba chữ đờ. Bạn phải tương tác nhiều thì mới Facebook sẽ tự động chỉnh bạn thành fan cứng nha. Chứ cái đó là mình không có can thiệp được. Hai xin chào Nguyễn Lương. Ok Lương ơi, cái yêu cầu của hôm nay thì livestream hôm sau mình mới làm nha Lương ơi. Đã nhận được yêu cầu làm logo Refund Gaming nha. Sao cái logo này mình thấy là có nhiều bạn yêu cầu quá, không biết là mình đã làm chưa. À, Refund Gaming là một cái team PUBG. Ok, đã nhận yêu cầu của Nguyễn Lương nha. Hai xin chào Lão Hạc, chào Thành Samson. Ok Lão Hạc ơi, chúc mình check inbox nha. Hai xin chào Đặng Phương. Rồi, chúng ta tiếp tục với yêu cầu thiết kế tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách để chúng ta lên màu giống như chúng ta có một cái trang truyện tranh mà trắng đen, chúng ta muốn lên màu thì sẽ làm như thế nào. Và trong hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cách blend màu cơ bản ha. Đó, cách chỉnh màu kiểu màu của cái hình bên tay phải nè, có độ chuyển màu từ trắng rồi sang đậm nè. Đó. Ok, đầu tiên là mình sẽ mở cái hình mà cái tác giả của yêu cầu, chủ nhân của yêu cầu này gửi cho mình. Đó là chúng ta file gốc khi các bạn mở lên. Hình trắng đen như vậy, hình giống như một trang vẽ truyện tranh, chúng ta lên màu như thế nào? Rất là đơn giản luôn. Mà ở đây mình sẽ lấy thêm cái hình này. Tại vì mình đã có một cái hình để tham khảo thì tội gì mình không lấy đúng không? Ở đây mình sẽ copy hình này, mình thả vào trong Photoshop bên đây ha, để mình lấy nó làm cái để hút màu, và xem cách để lên màu luôn. Ok, đầu tiên các bạn hãy tạo một cái trang thiết kế mới, một cái layer mới, sorry, một cái layer mới. Góc phải phía dưới màn hình nè, có cái nút có hình tờ giấy gấp lại á, đó, nút Create New Layer. Chúng ta click vào thì sẽ tạo được một cái layer mới. Sau đó thuộc mình các bạn sổ cái bảng thuộc tính của layer xuống á và chọn là multiply nha, multiply. Rồi bây giờ khi mà bất kỳ cái màu nào mà các bạn vẽ trên layer này á, nó sẽ chỉ ảnh hưởng tới cái phần màu trắng của trang thôi. Đó, còn phần màu đen là sẽ không bị ảnh hưởng. Để mình ví dụ cho ha. Ví dụ như ở đây mình click vào nút màu bên tay trái nè để mình chọn màu, thì ở đây mình sẽ hút được cái màu da của nhân vật này luôn. Mình click trực tiếp vào trang thiết kế, mình hút cái màu da này ra ha. Ấn ok. Đó, thì bây giờ bất kỳ cái gì mà mình vẽ màu lên đây nè, đó, nó chỉ ảnh hưởng tới cái phần trang màu trắng của trang thiết kế này thôi. Tại vì sao? Tại vì cái thuộc tính của layer này mình đang chọn là multiply rồi. Đó, nên nó chỉ ảnh hưởng được tới cái phần màu trắng của layer này thôi. Rất là đơn giản đúng không? Thì nếu mà chỉ ảnh hưởng tới phần màu trắng thì công việc hiện tại rất đơn giản rồi. Chúng ta chỉ cần thích lên màu chỗ nào, chúng ta tô màu vào chỗ đó thôi. Ở đây mà để cho nhanh á, để lên màu cho nhanh á, mình có thể click xuống cái layer hình hình gốc của nhân vật nè. Mình sẽ chọn công cụ là Magic Wand Tool, phím tắt là chữ W. Rồi, mình sẽ click vào những cái khối. Các bạn nhớ ở menu nằm ngang phía trên á, nhớ tích vào cái ô là Contiguous nha, Contiguous nha. Thì nó mới chọn đúng ở trong cái khối mà mình muốn chọn được. Còn nếu như mà các bạn không có tích vào cái nút Contiguous á, ở đây mình ví dụ cho các bạn hiểu. Nếu mà không tích vào nút Contiguous á, các bạn chọn một cái phần màu trắng đi, thì nó sẽ chọn tất cả những cái phần nào màu trắng của hình luôn. Còn các bạn mà click vào cái nút Contiguous nè, đó thì chọn phần màu trắng, nó chỉ chọn đúng cái khối đó thôi, đúng cái khối đó thôi, nó không bị lan ra khối khác ha. Thì chúng ta ấn nút Shift để chọn thêm những cái khối khác nữa. Đó, ở đây mình chọn những cái khối nào là màu da, mình cứ dùng công cụ Magic Wand Tool nè, mình chọn. Xong rồi chọn xong rồi á, các bạn vào Select nè, vào
Modify và chọn là expand. Expand để mở rộng vùng chọn ra ha. Mình sẽ mở rộng ra 2 pixel. Để làm gì? Để cái vùng chọn của chúng ta cho nó hơi lấn vào cái viền đen của cây bút luôn. Ở đây 2 pixel rộng quá, mình mở rộng 1 pixel thôi. Đó, nó lấn vào cái viền đen thì khi mà chúng ta tô màu á, mình sẽ click lên lại layer màu nè. Xong rồi mình dùng cái công cụ Pen Bucket Tool, công cụ thùng sơn ha, mình tô màu vào. Đó, thì khi mà chúng ta tô màu á, nó sẽ lấn vào cái màu đen luôn. Thì nó sẽ không bị hở ra một cái kẽ màu trắng xung quanh cái phần giữa cái phần màu và cái phần màu đen các bạn ha. Đó, rồi cái chỗ nào mà chúng ta chưa chọn được bằng Magic Wand Tool á, thì các bạn dùng công cụ Brush Tool, phím tắt chữ B bò á, chúng ta tô màu cho cái chỗ đó. Đây, mình đang vẽ lên màu cho nhân vật Naomi ha, một trong những nhân vật gọi là hot nhất One Piece sau Boa. Hình như Naomi là mọi người hay kêu là bị bắt cặp với Zoro thì phải. Ok, mình tút lại cái này một chút. Đó, rất là đơn giản đúng không? Làm cách tương tự thôi, đối với phần tóc nè. Mình có thể hút cái màu tóc ra, ấn nút Alt Tab nha, để hút màu. Hoặc là như cách mình lúc nãy mình chỉ á, các bạn click vào nút màu ở đây cũng có thể hút màu hình hoặc là chỉnh màu trực tiếp bằng cái bảng màu này. Rồi ở đây do mình đã có hình tham khảo, mình ấn nút Alt Tab, mình hút cái màu tóc của Naomi. Rồi sau đó tô màu tóc vô thôi. Ở đây cái phần do cái phần tóc nó hơi chi tiết quá nên mình không có dùng cái Magic Wand Tool để chọn khối giống lúc nãy được nữa. Mà các bạn phải thủ công, hơi thủ công một chút, chọn cái công cụ Brush Tool á, cái công cụ cây cỏ, xong rồi chúng ta lên màu thôi. Cái cách mà mình thường lên màu á là chúng ta đi cái màu xung quanh cái viền trước. Đó, tại vì cái phần đó là phải chính xác nhất. Rồi cái phần phía trong thì chúng ta làm sao? Tại cái đó thì nó không cần chính xác ha. Chúng ta có thể phóng to cây cỏ lên và chúng ta tô màu phía trong. Rồi, lên màu xong rồi thì tiếp theo chúng ta bắt đầu blend màu. Blend màu tạo cho nó có những cái phần sáng, phần tối khác nhau. Rồi ở đây, mình vẫn dùng công cụ Brush Tool cây cỏ ha. Mình sẽ lấy cái phần màu trắng nè. Mình sẽ thấy chỗ nào của cái hình này nó là màu trắng nhiều á, các bạn vẽ sẵn cái khối đó. Cái khối đó ha. Chúng ta tô sẵn một cái khối màu trắng ở đó luôn. Đó, ví dụ như phần tay này, mình đang tưởng tượng là cái ánh nắng, chúng ta đang có cái ánh nắng từ bên trái qua. Thì các bạn cứ tưởng tượng cái ánh nắng nó sẽ làm phần nào sáng lên nhất, thì chúng ta vẽ cái phần màu trắng vào đó trước. Ở đây mình sẽ cho phần mũi nè, phần má nè, đó. Rồi có thể là trên trán nữa. Trán thì thường là bắt sáng dữ nhất. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn một cái màu đậm. Có thể mình hút cái màu da ở đây, mình click nút màu ở đây và mình sẽ chỉnh cho nó thành một cái màu đậm hơn ha. Thì ở đây các bạn cũng tưởng tượng luôn. Cái màu đậm mà khi ánh nắng có cái hướng chiếu như vậy thì cái bóng nó sẽ xuất hiện ở đâu. Thì chúng ta vẽ cái màu đậm vào trong đó ha. Đó, vẽ ra ngoài một chút cũng không sao ha, tí chúng ta xóa lại sau.
Đó, thấy cũng được được rồi đó. Phần tóc nè, phần tóc nó sẽ che đi cái trán đúng không? Thì nó sẽ tạo ra cái bóng. Rồi, tiếp theo là chúng ta blend màu. Các bạn dùng cái công cụ là Smudge Tool nè. Smudge Tool là kiểu như tri trét nó ra á. Đó, Smudge Tool có hình là cái icon là cái ngón tay nó đè xuống ha. Đó, Smudge Tool. Rồi, ở menu nằm ngang phía trên á có cái ô là Strength, là cái độ mạnh của công cụ Smudge Tool này. Hiện tại mình sẽ để là 30%, tùy vào sở thích mà các bạn để ha. Ở đây mình sẽ để 30% và mình bắt đầu mình zoom lên cho các bạn thấy rõ. Đó, mình bắt đầu dùng cái Smudge Tool này để mình hòa vào giữa những cái màu da bình thường, những cái phần tối và những cái phần 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 tối và những cái phần sáng á. Đó, chúng ta bắt đầu chúng ta tri trét nó ra để chúng ta hòa quyện nó vào. Thì các bạn sẽ thấy ở chỗ đó nó sẽ có cái độ chuyển màu và nhìn nó được tự nhiên các bạn ha. Ở đây mình còn thiếu cái bóng ở chỗ cái bàn tay này nữa. Đó. Tiếp tục dùng công cụ Smudge Tool. Đây mình hay gọi đùa là công cụ kiểu như tri trét nó ra. Đó, chúng ta cứ tri trét nó ra cho đến khi nào mà các bạn thấy cái phần blend màu này nhìn nó đẹp á thì thôi. Chà, sót nhiều quá ta. Sót cái bàn tay ở đây nữa. Rồi, tiếp tục. Dùng Smudge Tool để tri trét cái màu này ra. Đó, các bạn sẽ thấy cái phần màu trắng nè. Khi mà mình cứ dùng Smudge Tool mình tri trét giữa cái phần màu trắng và cái phần màu da bình thường á, các bạn sẽ thấy từ từ nó bắt đầu nó hòa quyện vào nhau, nó làm cho cái mảng màu chỗ đó nó được hòa vào, nhìn rất là tự nhiên ha, nhìn nó không có bị gắt, bị ra những cái khối màu khác nhau nữa. Đó, cái phần bóng tối chúng ta cũng làm tương tự như vậy luôn. Chúng ta gọi là blend giữa những cái màu với nhau. Rồi, phần dưới đây cũng y như vậy luôn. Ở đây mình hướng dẫn là cách cơ bản nhất của cái phương pháp blend mode này các bạn ha. Nếu mà chúng ta muốn nâng cao hơn nữa thì lên YouTube á, YouTube gõ sạch những cái gọi là những cái khóa hướng dẫn tutorial á của Digital Pen á, đó. Chúng ta sẽ có nhiều cái trick, nhiều cái mẹo hơn nữa để chúng ta làm cho nó đẹp. Còn đây, đây gọi là cách đơn giản nhất, cách cơ bản nhất, ai cũng làm được. Vẽ khối xong rồi chúng ta hòa quyện giữa những cái khối này với nhau. Đó, các bạn thấy bắt đầu chúng ta đã có phần bóng và phần phần bóng sáng và phần bóng tối chưa? Và nó được hòa quyện với nhau nhìn cũng rất là tự nhiên rồi đó nha. Đó, để mình làm xong cái phần chân này nữa là ok. Đó, ok đó. Rất là đơn giản luôn đúng không? Rồi, mình sẽ dùng brush tool mình vẽ thêm cái màu xanh vào cái bộ bộ kimono này nữa cho nó hoàn thiện cái sản phẩm lên màu của chúng ta luôn ha. Đó, bằng cách này các bạn có thể lên màu mọi cái trang vẽ truyện tranh rất là đơn giản nha. Đó, như vậy là mình đã còn cái đùi bên phải chưa làm. Ok, đó, như vậy là chúng ta đã làm xong cái việc lên màu cho cái hình, cái trang truyện tranh này rất là đơn giản luôn đúng không? Ai cũng có thể làm được. Rồi. Ok, đó, đây là cái hướng dẫn của thiết kế này. Rồi ở đây mình chỉ còn một cái cuối là xử lý những cái phần màu nào mà nó đi ra ngoài cái nét viền đen nè, chẳng hạn như phần chân có cái phần màu này nó bị lem ra phía ngoài nè. Đó, bây giờ mình muốn xóa bớt nó đi thì cũng rất đơn giản thôi, chọn xuống cái layer gốc á, layer mà chỉ có màu trắng đen nè,
Các bạn dùng cái công cụ Magic One Tool, chúng tắt chữ W nha. Nhớ tích vào cái ô Contiguous ở menu phía trên nha. Rồi chúng ta click vào cái mảng nền trắng xung quanh cái hình nhân vật cái phía ngoài nè. Rồi mình mở lại cái layer mà có tô màu nè. Sau đó mình ấn Delete để xóa những cái phần nào mà thuộc về cái background. Đó, chúng ta xóa đi. Thì những cái màu nào mà nó bị lem ra ngoài nó đã được xóa đi rồi á. Đó, như vậy là chúng ta chỉ còn màu ở bên trong hình thôi. Rất rất là đơn giản luôn đúng không? Ok, để mình lưu cái thiết kế này lại. Rồi, mình vào check comment nha. Hi, xin chào Đặng Phương nha, chào Tạ Minh Vi. Đúng rồi, Giang Trần ơi, gửi yêu cầu qua comment này luôn nha. Ok, Vi ơi, chúc vào inbox check nha. Hai Hoàng Sang có một yêu cầu làm hướng dẫn làm ảnh của Dũng City. Thì Hoàng Sang có thể cụ thể hơn giúp mình không? Ảnh thì làm ảnh kiểu gì? Dũng City hôm bữa có một cái logo mà của Dũng City á, mình đã hướng dẫn rồi. Logo mà chia làm hai màu á. Dũng City là một cái YouTuber rất là hài hước ha. Coi chơi game thấy rất là vui. Đó, cái kiểu chuyển ảnh rồi chuyển thành nửa màu này nửa màu kia á, mình đã hướng dẫn ở một cái livestream cũ cũ rồi. Hi, xin chào Nguyễn Lương. Việc có nói là Facebook có những huy hiệu như sau: fan cứng, fan mềm, người chia sẻ, người gắn sao. Cái này mới biết luôn, người bắt chuyện, kiểm duyệt viên, thành viên mới. Ok, giờ mới biết nha. Hi, xin chào Lê Minh và mình xin tiễn bạn Lê Minh ra đảo nha. Ok, sorry các bạn, mọi cái livestream mà kiểu như spam hoặc là kiểu negative á, kiểu vô nói cho sướng miệng á, là mình kick đi hết các bạn nha. Hi, xin chào Nguyễn Tân có một chia sẻ là Zoro với Robin. À, Zoro là với Robin, còn Nami là với Sanji. Đúng rồi, Sanji là anh chàng mê gái. Gặp gái là tương tướp á. Ok, mà cái này không biết là do fan fan ghép hay là do tác giả ghép, mình cũng chưa biết ha. Chỉ có rõ nhất là kiểu Luffy thì với Ba là rõ nhất ha. Còn mấy nhân vật kia thì cũng chưa có rõ ràng là ai ghép cặp với ai. Ok Việt ơi, đừng lo, tí mình vẽ xong, thiết kế xong mà thấy có livestream nào tiêu cực là cho ra đảo hết các bạn ha. Các bạn lưu ý nha, lưu ý đừng comment tiêu cực vào, mắc công là mình ra đảo là vĩnh viễn luôn á, kiểu như bị ban luôn á. Ok, đã nhận yêu cầu làm logo của PUBG PC nha Giang Trần ơi. Ok, logo PUBG thì mình cũng đã hướng dẫn nhiều lần rồi. Nhưng mà thôi, để thôi mình có coi có update được thêm cái hướng dẫn nào vào cái logo đó không. Ok, đã nhận yêu cầu của Vạn Lý Độc Hành nha, làm mẫu hai con mèo đen trắng cuộn tròn với nhau thành vòng âm dương. Vạn Lý Độc Hành ơi, có luôn rồi đó, mẫu đó mình có hướng dẫn luôn rồi đó, có ở trên thư viện của Gecko rồi đó, mà không nhớ của livestream mấy. Để mình sạch lại coi là có thấy được không. Đây, mẫu mèo âm dương nè, y chang ý tưởng đó luôn, y chang ý tưởng mà Vạn Lý Độc Hành vừa nêu luôn. Hai con mèo cuộn tròn với nhau nè, rất là dễ thương. À, ok Việt ơi.
Ok Tân, những cái chuyện yêu đương trong One Piece là do fan tự ghép nha. Ok, Giang Trần ơi, cảm ơn Giang Trần. Rồi, chúng ta tiếp tục với cái ý tưởng thiết kế tiếp theo. Yêu cầu thiết kế tiếp theo chứ. Tiếp theo cũng là một mẫu thuộc về truyện tranh One Piece ha. Thì ở đây mình nhận được một cái hướng dẫn là làm chữ mũ rơm. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn theo kiểu logo One Piece là để các bạn thiết kế được giống như việt hóa cái logo One Piece, mà chúng ta sẽ coi cách để lên màu giống vậy nè. Đó, vẽ quan trọng nhất là chúng ta sẽ coi được cách để vẽ một cái dây thần bọc quanh cái logo của chúng ta, thì chúng ta làm như thế nào. Rồi. Đầu tiên là chúng ta hãy tạo một cái trang thiết kế mới, các bạn vào File nè, New. Click vào mục Print nha, click vào mục Print và chọn khổ giấy là khổ A3. Ở ô Resolution chúng ta để 72 hoặc lớn hơn, tốt nhất là để 300 nha. Background Content là màu màu nền. Mình sẽ chọn là White là màu trắng. Ấn Create chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới. Đầu tiên là mình sẽ tìm cái phông chữ cho nó giống với cái logo One Piece các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ lên Google, các bạn chỉ đơn giản gõ chữ One Piece rồi thêm tên phông vào thôi. Thì ở đây có một cái trang sẽ chia sẻ cái phông chữ giống như cái phông của truyện tranh One Piece. Đó, phông này. Rồi chúng ta sẽ trở lại Photoshop nè. Rồi ở đây mình sẽ dùng cái công cụ Type Tool, viết tắt là chữ T. Menu nằm ngang phía trên chúng ta có nút màu á, các bạn click vào để chọn màu chữ. Mình sẽ để màu xanh vậy luôn đi. Dịch qua bên tay trái một chút, chúng ta sẽ gõ cái tên phông vào. Các bạn download cái phông One Piece lúc nãy về ha, cài đặt vào thì cái phông nó sẽ nằm trong cái phần chọn phông ở đây. Đó, mình sẽ chọn phông là One Piece. Rồi ở đây mình sẽ gõ chữ là mũ rơm, nhưng mà các bạn lưu ý là phải vẽ gõ không có dấu các bạn ha. Và cái chữ rơm á, chữ O á, của cái phông này thì mình thấy nó làm ra cái kiểu chữ này thì nó nhìn nó không có được đẹp lắm. Đó, nó làm cái vòng tròn rồi nhìn nó không có hay á, nên mình sẽ không có dùng chữ O này. Chút hồi mình sẽ làm logo khác ha. Đó, mình sẽ cắt nó ra, ấn nút Space, cắt nó ra để chừa chúng ta vẽ được cái chữ O vào trong đây. Sau khi gõ xong cái chữ này, mình sẽ dùng cái công cụ Move Tool ở đây nè. Mình sẽ phóng to chữ này lên. Phóng to nó ra ha. Đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ vẽ một cái vòng tròn để thay cho chữ O. Để vẽ được vòng tròn, các bạn dùng cái công cụ là Ellipse Tool, viết tắt là chữ U nha. Menu nằm ngang phía trên, sổ thuộc tính xuống và chọn là Shape. Ô fill này là màu, mình sẽ click vào ô fill và chọn cái màu xanh cho nó đồng bộ với màu chữ nha. Stroke là viền, ở đây mình không muốn có viền, mình sẽ chọn hình chữ nhật có dấu gạch chéo. Ok, rồi chúng ta click vào trang thiết kế, ấn nút Shift và nút Alt+ để chúng ta vẽ được một hình tròn xuất phát từ tâm cái điểm mà các bạn chọn các bạn ha. Rồi ở đây mình sẽ tạm thời tắt cái layer hình tròn này đi. Mình click vào đây, mình cho khoảng cách nó to ra để cho nó vừa với hình tròn. Ở đây cũng chưa được, thì các bạn muốn chỉnh lại cái khoảng cách giữa chữ R và chữ M này, chúng ta chỉnh như thế nào? Đầu tiên là mình tô đen cái khoảng cách đó, sau đó vào Window nè, mở bảng Character lên, mở bảng Character. Rồi ở đây có cái chữ là V và A. V và A là chúng ta có thể nắm kéo để thay đổi cái khoảng cách giữa các chữ các bạn ha. Thì các bạn chỉnh cái khoảng cách sao cho nó vừa với cái chữ O ở giữa này. Hơi xa quá, mình sẽ cho khoảng trừ trừ 15 cũng trừ 50 đi. Đó, thấy như vậy là vừa hơn nè.
Tiếp theo các bạn lên Google search cái từ khóa là One Piece logo á, One Piece logo, thì chúng ta sẽ tìm được cái logo của truyện tranh One Piece các bạn ha. Tìm cái hình mà có cái đầu lâu và cái xương chéo như vậy nè. Đó. Ok, cái này tách nền sẵn rồi nè. Phải chuột, lưu nó về máy tính thôi. Rất là đơn giản luôn. Xong rồi, mở Photoshop lên. Mở cái folder mà chứa cái hình logo chúng ta vừa lưu lên. Nắm kéo thả vào trong Photoshop ha. Cái hình này tưởng là tách nền, nhưng mà không phải. Lừa tình thôi. Cái nền phía dưới là cái nền cái nền thì hiệu ứng bàn cờ ha. Thường thường cái phần phía dưới mà có cái hiệu ứng mà kiểu zigzag mà chấm trắng chấm đen như vậy nè là hình tách nền. Nhưng mà ở đây thật ra là chưa tách nền, mà do là người ta để cái nền là màu đó thôi. Thì bây giờ chúng ta phải tách cái nền này ra. Thì để tách được cái nền này á, các bạn dùng cái công cụ là Quick Selection Tool nè, viết tắt là chữ W. Theo cái công cụ này các bạn cứ chọn dọc theo cái hình là chúng ta sẽ chọn khối được cái phần nền xung quanh của cái hình này. Đó, bây giờ chỗ cái nón này mình lỡ chọn bị lấn vô rồi, bây giờ muốn loại trừ nó ra thì ở trên bàn phím á, các bạn ấn nút Alt+ loại trừ ra nha. Sau rồi các bạn chọn cái phần muốn loại trừ nè. Đó là chúng ta sẽ loại trừ được cái phần mà chúng ta muốn chọn. Rồi bây giờ mình đã chọn hết được cái phần nền rồi đó, thì ấn delete. À, không ấn delete được các bạn ơi. Tại vì sao? Tại vì layer này khi mà các bạn nắm kéo từ một folder thả vào trong Photoshop thì cái layer sẽ ở dạng là Smart Object nha. Smart Object là các bạn sẽ không có ấn delete để xóa được như layer bình thường. Thì các bạn phải chụp vào layer này, chọn là Rasterize Layer để chuyển thành nó một cái dạng layer hình ảnh thông thường, rồi các bạn ấn delete để xóa đi. Đó là chúng ta đã xóa được cái nền của cái hình này. Ok, sau đó mình thu nhỏ hình này lại và để vào đúng cái vòng tròn. Của mũ rơm các bạn ha. Đó, rất là đơn giản luôn. Ok, tiếp đến là chúng ta sẽ thêm dấu cho cái logo này. Đó, những cái phông á, những cái phông của chữ, những cái phông lạ này nè, nó sẽ không có hỗ trợ các bạn gõ dấu đâu, mà chúng ta phải thêm thủ công. Thì giống như chữ mũ, cái dấu ngã, thì các bạn có thể click dùng cái công cụ Type Tool nè. Đó, gõ ra một cái ký tự nào mà giống dấu ngã thì là cái ký tự ngã mà để mở mã Counter-Strike các bạn biết không? Đó, chúng ta gõ vào thay thế cái dấu ngã bình thường của phông ha. Lưu ý là chúng ta không có ghi chữ rồi ghi phông ra như bình thường được. Ghi chữ rồi ghi dấu như bình thường được, tại vì cái phông này nó không hỗ trợ viết dấu, nên chúng ta phải thêm dấu vào sau bằng cách này các bạn ha. Rồi cũng tương tự đối với chữ rơm, để các bạn gõ chữ ớ đi. Này gọi là chữ ơ chứ. Đó, chữ ơ. Thì chúng ta phóng to cái chữ ơ này nè, cho nó bằng với khoảng cỡ cái vòng tròn ha. Đó là các bạn sẽ có cái dấu ớ. Bây giờ mình sẽ phải chuột layer chữ ơ này. Mình sẽ chọn là Rasterize Type để chuyển nó thành một cái layer dạng hình ảnh bình thường. Rồi mình sẽ dùng cái công cụ Eraser Tool ha, công cụ cục gom. Mình xóa đi hết, chỉ trừ lại cái dấu ớ thôi. Đó, rồi dùng công cụ Move Tool. Chuyển dấu ớ này lên chữ ơ này. Đó, vậy là xong, thành chữ mũ rơm. Rất là đơn giản các bạn ha. Thu nhỏ nó lại chút cho nó hợp với cái dấu ngã bên kia. Rồi. Tiếp đến mình sẽ thêm hai cái gọi là đường gạch ngang qua. Thì các bạn dùng cái công cụ là Rounded Rectangle Tool nha. Rounded Rectangle Tool có nghĩa là cái công cụ này là vẽ hình chữ nhật mà sẽ bo ở bốn cái đầu ha. Ở menu nằm ngang phía trên chúng ta có ô là radius, sẽ là cái độ mạnh của cái phần bo của bốn đầu ha.
Ở đây mình sẽ để là 20 pixel. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường thẳng qua nè. Đó. Là các bạn thấy hình chữ nhật này nó bo tròn ở ở bốn cái đầu xung quanh đúng không? Rồi mình sẽ ấn nút Ctrl J hoặc là phải chuột vào layer này, chọn là duplicate layer nha để nhân đôi layer này lên. Sau đó mình thu nhỏ nó lại một chút tại vì ở trên đây chúng ta còn ghi một cái chữ nữa. Rồi mình cũng nhân đôi layer này lên cho nó qua phía bên này. Đó, coi là được chưa? Được rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu là chỉnh hiệu ứng màu. Chỉnh hiệu ứng màu cho cái logo của chúng ta. Bây giờ mình sẽ lấy cái logo gốc của One Piece nè, copy qua đây đi, dễ nhìn, dễ chỉnh. Đó, mình có sẵn logo gốc. Thì chúng ta có hiệu ứng gì? Đầu tiên là hiệu ứng màu chuyển. Ở phía dưới chữ là màu xanh đậm, lên trên là màu xanh nhạt ha. Tiếp theo là hiệu ứng viền đen, xung quanh cái hình của chúng ta sẽ có một cái viền đen. Rồi bây giờ, ngoại trừ cái logo đầu lâu á, logo đầu lâu đã có sẵn cái hiệu ứng viền đen rồi. Các bạn cho logo đầu lâu đó lên trên cùng luôn, nằm che hết tất cả những logo của chúng ta luôn. Đó, lên trên cùng hết ha. Còn lại những cái layer phía dưới á, các bạn ấn nút Shift để chọn một lúc hết những cái layer đó. Sau đó ở góc phải phía dưới màn hình nè, có cái nút hình folder, các bạn click vào là chúng ta sẽ group, chúng ta sẽ nhóm được những cái hình này vào trong một nhóm. Kéo cái layer hình tham khảo ra ngoài luôn chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ phải chuột vào cái group này nè, chọn là blending option các bạn ha, blending option. Chúng ta sẽ click vào hai ô, một là stroke là tạo viền, hai là gradient overlay là tạo màu chuyển sắc. Rồi mình sẽ click vào bảng gradient nè, mình sẽ làm hai cái nút màu, một cái phía bên tay trái này mình sẽ cho là màu xanh đậm ha. Các bạn có thể hút trực tiếp cái màu xanh từ cái logo One Piece phía bên dưới. Rồi phía bên tay phải này chúng ta sẽ có màu xanh nhạt, mình có thể hút trực tiếp màu xanh nhạt từ logo One Piece ở bên dưới luôn. Sau đó mình thấy cái phần màu xanh đậm này ít quá, mình có thể kéo cái nút này cho nó cao lên một chút. Đó, rồi tiếp đến chúng ta click vào hiệu ứng là stroke. Stroke là tạo viền đen. Stroke là tạo viền thôi nha, stroke là tạo viền. Còn á, để chọn màu stroke á, các bạn click vào ô color ở đây nè, màu sắc nè, mình sẽ chọn là màu đen. Và cái size của viền mình sẽ chỉnh nó lên khoảng 5 pixel đi ha. Position là vị trí của viền, các bạn chọn là outside nha, cho cái viền của chúng ta nó hướng ra phía ngoài của hình thiết kế. Ấn OK. Cái phần màu chuyển này mình thấy nó chưa có giống, để chỉnh lại chút coi nó ra OK hơn không. OK, ở đây các bạn có thời gian chọn cái màu chuyển cho nó đúng nha. Rồi. Tiếp đến là một cái phần rất chi là khó ha. Chúng ta sẽ xem cách để vẽ được một cái gọi là cái dây thừng. Vẽ một cái dây thừng mà nó móc theo cái thanh ở dưới đây. Đó, nó dòng lên cái logo của chúng ta, dòng lên cái miệng của logo chúng ta. Thì chúng ta phải làm như thế nào để vẽ được cái dây thừng như vậy mà nó nhanh mà nó đẹp nữa. Thì đầu tiên là các bạn hãy tạo một cái trang thiết kế mới để chúng ta tạo cái hình dáng của cây cọ. Đầu tiên là các bạn vào File, New. Sau đó ở cái ô chiều ngang và chiều dọc á, mình sẽ chọn cái số đo là pixel nha. Để chiều ngang là 500 pixel, chiều dọc là 500 pixel đi. Cái màu nền mình sẽ chọn là màu white, là màu trắng. Ấn Create, chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới có cái trang thiết kế là hình chữ nhật các bạn ha. Rồi tiếp đến mình sẽ chọn cái công cụ là Rounded Rectangle Tool.
chính tắt là chữ U nè, công cụ vẽ hình chữ nhật mà có bo 4 đầu á. Ở menu nằm ngang phía trên, phần radius mình sẽ chỉnh lên 100 pixel luôn ha, chỉnh tối đa luôn. Rồi các bạn để vẽ một cái hình chữ nhật, các bạn chỉnh làm sao mà khi mà vẽ cái được cái hình chữ nhật á, thì cái phần bo tròn này nó chập lên nhau, nó chập vào nhau ở cái góc trên cùng ha. Hiện tại mình chỉnh nó vẫn còn nhỏ quá, mình sẽ cho nó là 200 pixel luôn. Thì khi các bạn vẽ xong á, các bạn lưu ý để thấy cái đỉnh đầu nè, là bốn cái góc bo tròn của cái hình chữ nhật này nó chập vào nhau luôn. Đó, nó giống như cái hình cái viên thuốc kia đó, thành ra giống như hình một cái viên thuốc á. Rồi, ở ô fill ở đây, ô fill là tô màu, các bạn click vào và chọn là màu đen nha, chọn là màu đen. Rồi, mình sẽ phóng to cho cái này nó to ra luôn. Sau đó các bạn vào edit nè, vào transform, chọn là perspective ha. Click vào cái nút giữa trên đầu này nè, kéo cho cái viên thuốc này nó nghiêng qua một chút. Sau đó là mình sẽ chọn cái công cụ là Direct Selection Tool ha. Thì các bạn chọn cái dấu chấm ở trên đầu này. Đây, cái đầu này nó vẫn còn thành hai dấu chấm, nó chưa đúng nè, phải là một dấu mới đúng. Nhưng mà thôi, lỡ rồi, chỉnh tạm đi. Các bạn chỉnh cái nút này qua bên trái một chút cho nó nằm ở ngay chính giữa hai cái nút phía dưới này ha, để cho đường cong của nó không có bị nghiêng mà nó sẽ cong thẳng lên trên giống như vậy. Tương tự đối với hai cái nút dưới này, mình sẽ chỉnh nó qua bên đây một chút. Đó, như vậy là xong hình dáng của một cái thắt nút của cái dây thần rồi. Thì sau khi chỉnh xong, các bạn vào edit nè, chọn là Define Brush Preset nha. Define Brush Preset, và chúng ta có thể đặt cái tên của cây cọ này là dây thần. Dây thần, ấn OK. Rồi, trở lại cái trang thiết kế của chúng ta. Bây giờ mình sẽ click vào nút tạo layer mới, create new layer nè. Mình sẽ dùng cái công cụ brush tool, phím tắt là chữ B, thì các bạn sẽ thấy ngay luôn là cái hình dáng của cây cọ chúng ta bây giờ. Đó là cái dây thần, là cái dây thần mà lúc nãy chúng ta vừa lưu hình dáng cây cọ lại á. Nếu như mà các bạn không thấy cây cọ có hình dáng này thì phải chuột vào trang thiết kế á, chọn cái cây cọ mà ở dưới cùng á, dưới cùng luôn á, đó sẽ là cái cây cọ mà bạn vừa lưu. Tiếp đến chúng ta sẽ chỉnh cái size của cây cọ này lại, chỉnh kích thước cây cọ này lại cho nó bằng cái kích thước dây thần. Bạn tưởng tượng dây thần nó rộng cỡ nào thì chỉnh cỡ đó ha. Tiếp đến mình sẽ vào Windows, mở bảng tên là Character lên nha. Mở bảng Brush Setting nha, phím tắt là F5 á, Brush Setting. Rồi ở đây ở mục Brush Tip Preset nè, phần spacing là khoảng cách giữa cái cọ các bạn chỉnh ra. Đó, sao cho nhìn nó giống như những cái đốt của cái dây thần á, bạn vẽ lên thử coi giống chưa. Đó, thấy cái đốt này, cái khoảng cách được chưa? Mình thấy OK rồi đó. Giữ cỡ đó ha. Tiếp đến các bạn click vào cái nút Shape Dynamic nè. Cái phần Angle Register có cái nút Control á, sổ xuống và chọn là Direction. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái nút này nó sẽ thay đổi cái direction, là cái hướng của nó dựa theo cái đường bút mà các bạn vẽ luôn. Đó, như vậy là các bạn vẽ tới đâu là cái dây thần nó sẽ tự động cong theo tới đó các bạn ha. Rất là đơn giản mà rất cho một cái hiệu ứng rất là hay ha. Tiết kiệm của chúng ta rất nhiều thời gian luôn. Rồi, mình sẽ click vào nút màu ở đây. Dây thần mình sẽ chọn cho nó là màu nâu. Màu nâu đi ha. Ấn OK. Rồi, chúng ta bắt đầu vẽ cái dây thần. Hơi lố rồi đó. Đáng lẽ là phải kết thúc ở đây, xong rồi dòng lên miệng của One Piece ha. Đó. OK, mình cho dây thần, layer dây thần này lên trên cùng luôn ha, lên trên gọi là top luôn á, để nó che hết tất cả mọi layer bên dưới. Sau đó mình sẽ phải chuột vào layer dây thần này nè, chọn Blending Option, mình sẽ cho nó một cái viền đen. Thì các bạn click vào nút là Stroke nha, Stroke là tạo viền. Đó, thì thông số của viền thì chúng ta đã chỉnh lúc nãy cho cái thông số logo rồi, nên sẽ tự động lưu lại cái setting đó, cái cấu hình đó. Ở đây, cái dây thần của chúng ta
chỗ nào á mà nó nằm ở dưới cái thanh này thì nó phải bị che mất đúng không? Thì để chỉnh cho cái cách đó mà nó nhanh á, thì đầu tiên nè, các bạn có cái group, có cái nhóm á của tất cả những cái logo phía dưới á, các bạn có một cái nhóm chứa những cái layer đó ha. Lúc nãy chúng ta đã làm cái nhóm đó rồi, thì các bạn phải chụp cái nhóm đó, chọn là duplicate group ha, duplicate group là chúng ta sẽ nhân đôi cái nhóm đó lên. Xong rồi mình sẽ phải chuột gọi là chọn, rồi chọn là merge group ha, để chuyển nguyên một cái nhóm đó luôn thành một cái layer hình ảnh luôn, thành một cái layer hình ảnh duy nhất, merge group ha, chúng tắt là control E. Thì các bạn đã có cái layer chứa nguyên cái hình ảnh trong nhóm đó rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ chọn khối của nguyên cái logo này. Sorry các bạn, vào select nha, chọn là load selection, ấn ok. Đó là chúng ta đã chọn khối được nguyên cái logo này luôn. Tại sao mà chúng ta phải chuyển group thành layer? Tại vì group á thì các bạn sẽ không chọn khối được, còn cái layer á thì các bạn mới chọn khối được ha. Rồi mình sẽ click lên cái layer của cái dây thần. À ở đây mình khoan chọn khối của cái logo đã, mình click lên cái layer của cái dây thần đã. Rồi góc phải phía dưới màn hình á, các bạn click vào cái nút là Add Layer Mask trước đã nha, tạo một cái layer mặt nạ cho cái dây thần này. Rồi bây giờ chúng ta mới chọn khối cái logo. Sau đó ở đây mình đang ở cái layer mặt nạ của cái dây thần này, thì để mình giải thích cái layer mask, cái layer mặt nạ, thì ở trên layer mặt nạ bất kỳ chỗ nào các bạn mà vẽ màu đen vào thì chỗ đó cái hình á nó sẽ trở thành trong suốt, còn chỗ nào á layer mặt nạ các bạn để màu trắng thì cái hình chỗ đó nó sẽ hiện lên. Rồi mặc định của layer mặt nạ này sẽ là màu trắng hết, nên bạn thấy cái dây thần này nó hiện lên hết ha. Bây giờ mình muốn chỗ nào mà nó không hiện lên á thì các bạn vẽ màu đen vào, vẽ màu đen vào. Đây mình ví dụ ha, mình sẽ dùng công cụ brush tool, chúng tắt chữ B bò nè, click nút màu ở đây mình chọn màu đen. Rồi bây giờ mình muốn, à mình phải chuột một trang thiết kế, mình chọn cái cây cọ là hard. Sau đó bây giờ mình muốn chỗ này ẩn đi, đó vẽ màu đen vào cái layer mặt nạ, layer mask ở chỗ đó là nó sẽ ẩn đi thôi. Đó bây giờ mình muốn chỗ nào ẩn, vẽ ẩn vào để chúng ta thấy được cái hiệu ứng là cái dây thần này nó bọc quanh cái thanh này ha. Sau đó là lên tới cái miệng của này là gì ta, cái đầu lâu của băng hải tặc mũ rơm hả. Đó đó ok, ở chỗ này mình muốn nó hiện ra cái dây thần một chút, thì chúng ta chỉ cần vẽ màu trắng vào thôi, đó là nó sẽ hiện ra cái dây thần. Bây giờ mình sẽ vẽ cái dây thần này kiểu như nó bị cắn bởi cái miệng á, nên cái phần này nó sẽ thu nhỏ lại ha. Đó. Vào trong cái răng của cái logo này. Đó, rất là đơn giản luôn đúng không? Như vậy là chúng ta đã vẽ được một cái cọng dây thần bọc quanh cái logo mũ rơm. Rồi bây giờ chỉ còn thêm một cái nữa là xong rồi. Dùng cái công cụ Type Tool để gõ cái chữ vào đây nè. Mình sẽ gõ chữ One Piece ha. Chọn một cái font cơ bản thôi. Đó, cho nó giống logo gốc. Logo gốc ở đây nó có một cái chữ, chữ đó tiếng Nhật, logo gốc tiếng Nhật ha. Mình không biết phải là tên của truyện One Piece mà theo tiếng Nhật không. Rồi mình sẽ chỉnh lại cái màu chữ thành màu xanh ha, và sẽ cho thêm một cái viền đen vào. Đó. Ok, như vậy là chúng ta đã việt hóa thành công logo One Piece theo theo kiểu đúng logo One Piece các bạn ha, việt hóa thành mũ rơm rất là đơn giản luôn. Ok, sau khi thiết kế xong, các bạn tắt cái layer background đi, vào image, vào dream để chúng ta sáng xác cái thiết kế này lại nha. Và các bạn vào file nè, save,
để luôn thiết kế này với định dạng PNG nha, PNG. Sau đó chúng ta vào gecko.vn, vào ứng dụng thiết kế áo, mình sẽ click vào nút upload ảnh và upload cái hình mà chúng ta vừa lưu lên. Là các bạn có thể đưa được cái thiết kế này lên trên áo. Lưu ý là chúng ta có thể chọn những cái màu áo khác nhau và những cái kiểu áo khác nhau nữa các bạn nha. Đó, ok, mình sẽ lưu mẫu này lại. Chắc mình lưu với tên là logo One Piece Việt Hóa ha. Bạn Lý Độc Hành ơi, hãy cho mình một cái ý tưởng thiết kế khác đi. Ok, đúng ý tưởng của Việt rồi. Hai, xin chào anh Thu Đình Ngọc. Việt có một chia sẻ là có thể mọi người không biết Naruto chính là người bố của One Piece. Tại vì Naruto và One Piece có chung tác giả và lấy ý tưởng từ Naruto. Cái này mình cũng mới biết luôn á, cứ tưởng nó là hai tác giả khác nhau. Mình nhớ là One Piece là Oda hay là hình như là Oda thì phải. Còn mình nhớ là khác nhau tại vì hai cái bộ truyện đó rất là công phu mà chỉ một người vẽ thì mình không tin là có thể vẽ nổi luôn á, tại vì truyện vẽ rất là cực, rất là kỳ công, chưa kể là nội dung ý tưởng nữa. Nếu mà của chung một người thì rất là kinh khủng. Ok, mọi người đang bàn về chuyện Naruto và One Piece. Hai truyện này là thuộc thể loại là hai truyện ăn khách nhất trong cái thời kỳ hiện đại ha. Hồi xưa là có những truyện khác ăn khách, thì hiện hiện nay là hai cái truyện này, One Piece với Naruto là kiểu truyện manga ăn khách nhất. Hi, xin chào Nguyễn Tấn Hiếu. Đã nhận yêu cầu Zoro của Tấn Hiếu nha. Hi, xin chào Nguyễn Thành Công. Ok, vụ này mình mới biết luôn là theo việc chia sẻ là theo đời lời của Oda nói, nhân vật Zoro lúc đầu tiên là Naruto, nhưng sợ rằng sẽ gây ra nhiều tranh cãi nên đổi thành Zoro. À chắc là kiểu như Oda nghĩ ra cái chuyện Naruto rồi hay sao? Không, nói chung là mình cũng không không rành cái vụ này mới nghe. Hai, xin chào Nguyễn Thành Công. Chào Nghĩa Võ. Ok, Việt ơi. Ok, Hiếu ơi, đã nhận ý tưởng Zoro của Hiếu nha. Rồi, chúng ta đến với cái yêu cầu cuối cùng. Mình xin nhắc lại là bạn nào muốn muốn lấy cái file thiết kế gốc á, thì hãy inbox trong lúc mà mình còn đang livestream các bạn nha. Kết thúc livestream là mình sẽ xóa hết mấy cái thiết kế á. Nên trong thời gian mình livestream, các bạn hãy inbox và xin mẫu, thì kết thúc livestream mình sẽ cuối livestream chứ, mình sẽ vào inbox và mình sẽ gửi những cái hình mà mình thiết kế trong livestream này cho mọi người.
Tiếp theo là một cái yêu cầu rất là thú vị. Đây là chúng ta sẽ chỉnh cái hình bên trái nè. Đầu tiên là ghép cái ảnh con mèo hình bên phải vào bên trái, sau đó là chỉnh cái màu mắt thành màu hồng và màu xanh. Tiếp đến là chỉnh đôi mắt mèo. Rồi sau đó là một cái rất là hay là chúng ta sẽ xóa cái tay này đi. Cái việc xóa tay là mình làm tương đối thôi các bạn nha. Nhìn kỹ thì vẫn thấy đó là kiểu chỉnh sửa hình ảnh. Đó. Ok. Rồi, đầu tiên mình sẽ mở cái hình ảnh mà mình muốn chỉnh sửa lên. Đây là hình nhân vật này. Tiếp theo là mình sẽ lấy hình cái chú chó bên đây, chỉnh nó thành con mèo và chuyển nó thành một con mèo màu trắng các bạn ha. Ở đây thì mình làm cái mẫu này thì cũng không có giải thích gì nhiều. Tại vì những cái công cụ thì có thể là mọi người đã biết hết rồi. Quan trọng là mọi người coi cái quá trình làm á. Thì để cho thêm phần thú vị thì mọi người có muốn trao đổi về cái gì không? Đó, trao đổi về cái gì không? Trong lúc mình vừa thiết kế, mình sẽ vừa trao đổi với các bạn. Hiện tại là mình đang chọn khối cái chú mèo này để mình copy qua kia ha. À không, hiện tại vẫn chưa là chú mèo ha. Hiện tại là chú chó. Chút hồi chúng ta mới thay đổi giống loài. Đó, chúng ta chọn khối xong ấn Ctrl C thôi. Rất là đơn giản rồi, qua đây ấn Ctrl V là chúng ta sẽ dán qua được ha. Ở đây mình sẽ dùng cái công cụ là Crop Tool. Crop Tool phím tắt là chữ C nè. Mình sẽ mở rộng trang thiết kế ra. Khi mà mở rộng á, các bạn lưu ý, khi mở rộng ra, ở đây các bạn thấy cái phần này. À, ở đây được, không sao hết. Do cái layer này. Không sao hết các bạn ha. Ở đây bình thường, tại vì khi mà nếu mà trường hợp các bạn mở rộng á, đây nè. Nếu mà trường hợp các bạn mở rộng, thấy cái phần mà các bạn mở rộng á, nó lại khác màu so với cái màu nền. Nó lại ra màu đen là tại sao? Tại vì á, đối với những cái hình mà định dạng JPEG á, khi mà các bạn mở rộng thì cái phần mà mở rộng thêm á, nó sẽ lấy cái màu gọi là cái màu màu phía dưới của hai cái nút màu bên đây nè. Đó, màu phía trên gọi là foreground các bạn ha. Màu phía dưới gọi là background color. Đó, đúng rồi. Ở trên là foreground, dưới background ha. Thì cái phần mở rộng ra, nó sẽ lấy của cái nút màu background color ở đây. Đó, do background color mình đang để màu đen, nên mở rộng ra nó thành màu đen các bạn ha. Bây giờ mình chỉnh là màu trắng nè. Thì mình mở rộng lại nè. Đó, thì nó sẽ vẫn là màu trắng. Đó là một cái mánh ha. Rồi, mình sẽ dùng công cụ Move Tool ở đây. Mình di chuyển cái chú chó này lên để cho nó ngồi trên đầu của nhân vật, của cô gái này, chứ. Rồi, ở đây đầu tiên là mình sẽ vẽ lấy nét trước đã. Ở đây mình sẽ kết hợp giữa hai cái công cụ là Brush Tool nè, là công cụ vẽ thêm vào. Rồi công cụ Eraser Tool nè, là công cụ gộp gơm, là công cụ để xóa đi. Đó, thì mình vẽ thêm và xóa đi thôi. Đây, để mình check comment coi là có cái chủ đề nào để chúng ta vừa vẽ vừa thảo luận không. Ok Vi ơi, mèo trắng mắt xanh hồng, mắt xanh, xanh dương và hồng. Ok Vi ơi. Thôi đang mọi người đang thảo luận sôi nổi về chuyện One Piece và truyện tranh Naruto. Có một cái chuyện mà không biết có ai còn đọc không, là chuyện Conan, một cái chuyện kinh khủng khiếp ha. 20 năm rồi, mình coi từ lúc mình còn
Để coi, mình còn học cấp 1 là đã biết tới chuyện Conan rồi. Tới giờ luôn mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là kết thúc hết. Conan mấy chục năm vẫn là một đứa trẻ chưa học qua lớp 1. Ranmori mấy chục năm vẫn là một ông chú ha. Ông chú không già đi tí nào. Ông Mori. Còn Ran thì vẫn chờ gọi là người yêu mình mấy chục năm ha, vẫn chưa mệt mỏi. Tác giả thấy chuyện đó giống như là chắc là có nhiều fan quá không muốn kết thúc á, nên cứ cứ vẽ hoài luôn, không thấy có dấu hiệu gì dừng lại luôn. Hồi xưa mình nhớ hồi tập 60 mấy hả, 60 mấy là có tin đồn là sắp kết thúc, là mình thấy là ok rồi, tới đó là hay rồi, tới đó kết thúc là đẹp rồi, viết dài, riết đọc bị nản, nghĩ là sắp cuối cùng sau bao nhiêu năm là fan của bộ truyện này chúng ta đã chuẩn bị tới bước kết thúc rồi, cuối cùng cũng chưa thấy gì luôn các bạn. Đọc hoài riết là giờ mình lười quá, mình không đọc luôn, mình đợi cho cái chuyện đó nó kết thúc rồi 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 mình sẽ đọc sau đó cho nó đỡ nản. Ok, hiện tại là chúng ta đang gọi là deconstruct, gọi là chúng ta đang làm vẽ lại cái chú chó này cho nó giống như là một con mèo các bạn ha. Con mèo khác chỗ chú chó là gì? Thường á, con mèo á ở chỗ này, ở chỗ cái mỏ nè, nó sẽ không có cái vô ra như vậy. Đó, nó rất là trơn. Và mèo thì thường thường có thêm mấy cọng lông nữa các bạn nha. Mấy cọng râu chứ, mấy cọng râu dài ra. Rồi, ở đây thì mình do là chủ nhân vật muốn là chú mèo này màu trắng nên mình sẽ dùng màu trắng mình tô hết xung quanh. Đó. Ok, check comment coi có ai Ok, có nhiều bạn fan Conan. Phạm Sơn có hỏi là làm về Hatsune, Hatsune Hatsune là gì ta? Ok, để chút mình check Google cái Hatsune là gì rồi mình coi mình làm được không nha Phạm Sơn ơi. Chuyện của Việt là fan cuồng Conan. Đúng rồi, có nhiều cái thuyết âm mưu á, nói là gọi là giáo sư là gọi là trùm của băng mafia ha. Rồi có thuyết âm mưu thì gọi cả ông bố là ông Ranmori là trùm của băng mafia, rất là nhiều ha, không biết ai là trùm của băng mafia. Nhưng mà mấy cái đó là tác giả chưa confirm, mà các bạn biết là nếu như mà có một cái thuyết âm mưu nào lộ ra thì tác giả sẽ kiểu như sẽ chỉnh lại cho khác ha, kiểu như làm sao mà fan họ đoán ra được ý của tác giả là như thế nào, đoán ra được thì mất hay rồi đó, nên càng nhiều cái thuyết âm mưu thì tác giả sẽ càng chỉnh cái cốt truyện nó lại cho nó kết thúc kiểu như nó lạ, không ai đoán được hết thì mọi người mới thấy hay, chứ mà cái kết thúc mà ai cũng đoán được thì mọi người lại thấy nó hết hay rồi đó. Ok, chúng ta đang chỉnh lại cho chú chó này thành một chú mèo lông trắng lông trắng mặt xinh các bạn ha. Đó, rất là đơn giản nha, nãy giờ mình chỉ có dùng cái công cụ gọi là brush tool thôi, mình chỉ vẽ màu này lại thôi cho nó.
sửa lại lông mày của chú mèo này lại luôn. Ok, vẽ thêm cái lỗ tai này nó cho nó trọn vẹn lỗ tai này ra ha. Đó. Rồi, bây giờ tới bước là blend màu. Lúc nãy chúng ta đã được giới thiệu qua cái phần blend màu rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ brush tool nè, vẽ những cái phần nào mà mình thấy nó là bóng bóng sáng hay là bóng tối á, các bạn vẽ vào trước. Đó, chẳng hạn như chú mèo này, mình sẽ cũng cho cái ánh sáng là từ trái qua phải, từ trên xuống dưới đi. Coi coi cái chỗ nào thuộc về phần sáng thì các bạn vẽ phần sáng vào. Rồi, sau đó dùng cái công cụ Smudge Tool nè, tri trét nó ra thôi, rất là đơn giản luôn. Tri trét nó ra cho nó hòa vào, cho nó gọi là blend, hòa vào với cái phần màu xung quanh để nhìn cho nó được tự nhiên các bạn ha, nhìn nó không có bị đứt khối. Phần màu sáng này thấy nó không có được đúng lắm, để mình chọn cho nó đúng với màu trắng đi. Đó. Ok. Dùng Smudge Tool chúng ta bắt đầu tri trét nó ra. Tri trét nó ra cho nó nhẹ nhẹ ra các bạn ha. Tất nhiên là hình mình sửa lại thì nó sẽ không có được đẹp như là hình tác giả vẽ cái bức này ha. Chúng ta sửa lại xíu để cho nó tạm xài được, đúng ý thôi. Chứ còn đẹp như hình ở bên dưới là chúng ta phải có kỹ năng vẽ rất là khá, kỹ năng blend màu, phối màu đồ rất là tốt. Đó, tiếp đến mình sẽ vẽ râu cũng dùng công cụ brush tool. Rồi các bạn có nhớ cái chỉnh mà cho cái brush á, càng ra xa thì nó càng thu hẹp lại cho tới khi tan biến không? Đó, chỉnh trong cái brush setting nè, mở cái shape dynamic lên nè, phần control chọn là pen brush, chọn là fade fade ha, giảm dần ha. Rồi mình chỉnh cái số liệu đó, thì khi mà vẽ ra ngoài á, cái râu này càng ra ngoài nó sẽ càng giảm dần, cho đến một lúc nó sẽ tan biến đi luôn. Rất là đơn giản đúng không? Đó, như vậy là chúng ta sửa lại thành một cái chú mèo trắng. Tiếp đến mình sẽ tạo cái phần bóng giữa cái chú mèo với cái đầu này nè, nhìn nó giống như hai khối nó chưa được hòa vào nhau. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái layer từ cái hình layer gốc ha, hình layer hình gọi là hình gì ta? Hình cô gái này nè. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái layer mới nằm trên layer hình cô gái đó và dùng công cụ Brush Tool mình sẽ hút cái phần màu đậm ở đây và tiếp tục chúng ta vẽ một cái phần phần bóng hả. Phần bóng ở phía dưới chú mèo này. Đó, và dùng công cụ Smudge Tool ha, công cụ tray trét, mình sẽ tray trét nó ra cho nó hòa hòa vào ha, nó không có bị đứt khối.
đó, giữa con mèo và nhân vật cô gái của chúng ta bắt đầu có sự liên kết rồi đó. Đó, nhìn nó giống như một khối rồi đó. Rồi tiếp đến là một cái phần gọi là chua cay. cái nào dễ làm trước đi thôi, cái con mắt chỉnh màu đơn giản hơn. Tí hồi chúng ta sẽ có một cái phần gọi là xóa đi cánh tay này luôn ha, xóa đi cánh tay này luôn để cho nó là không có cánh tay cầm cái lá cờ, cầm cái con cờ này mà chỉ là cái bộ đồng phục bên dưới thôi. Đó, này giống như là phục chế ảnh vậy đó. Rồi thôi mà đơn giản nha, đơn giản hơn thì mình làm trước cái yêu cầu là chỉnh màu của con mắt của cô gái này. Mình sẽ click xuống cái layer hình cô gái nè, dùng công cụ chọn khối pen tool, mình sẽ chọn khối cái phần đôi mắt của cô gái này ha. Phải chuột nè, chọn Max Selection, ok, ấn Ctrl J để tạo một layer mới chỉ có cái đôi mắt đó. Rồi chọn tiếp cái đôi mắt ở bên đây, phải chuột Max Selection, ấn ok, ấn Ctrl J. Đó, chúng ta có được cái layer hai cái đôi mắt tách riêng ra rồi nè. Rồi để mình chỉnh trước một cái đôi mắt ở bên bên đây nha, bên đây. Ở đây mình sẽ dùng công cụ chọn khối, mình sẽ loại bớt cái phần gọi là phần phần tóc ra. Ở đây có những phần gọi là tóc nó che vô cái đôi mắt chứ không phải là của đôi mắt. Đó. Rồi, chúng ta có đôi mắt ở đây. Đầu tiên là mình sẽ ý tưởng là chuyển đôi mắt này thành thành gì ta, để mình đọc lại coi. Chuyển đôi mắt ở trong màu xanh dương, ở ngoài màu hồng. Đó là cái trong mắt chúng ta sẽ trong, chuyển là màu xanh dương, ở phía ngoài là màu hồng. Rồi đầu tiên mình sẽ chuyển đôi mắt này thành trắng đen vào Image Adjustment nè, chọn là Desaturate. Đó, chuyển nó thành trắng đen. Rồi các bạn tạo một layer mới nằm phía trên layer đôi mắt nha. Phải chuột vào layer đó, chọn là Create Clipping Mask để áp cái layer này vào layer đôi mắt. Sau đó sổ thuộc tính layer xuống và chọn là Multiply. Rồi, muốn màu nào thì dùng công cụ cây cọ nè, chỉnh màu đó vào. Ở phía trong là màu, để mình đọc lại cho chắc cú. Phía trong là màu xanh, phía ngoài là màu hồng. Rồi, lại nha. Ở đây, nút màu ở đây, chọn là mình sẽ để là màu hồng. Màu hồng cho phía ngoài đi ha. Rồi, ở trong màu xanh thì sẽ chọn màu xanh. Vẽ cái phần ở trong. Đó. Tiếp đến là tạo một layer mới. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra những cái vòng tròn xung quanh mắt này ha, giống như là Rasengan vậy. Đọc là gì ta? Rasengan hả? Rasengan. Ok, Phạm Sơn ơi, đã nhận yêu cầu là ha Hatsune Miku nha, Hatsune Miku một cũng một nhân vật hologram. Hatsune Miku là một cái nhân vật rất là thú vị ha, một cái nhân vật do con người tạo ra mà giống như là làm thành idol đó, có giọng riêng, lên sân khấu biểu diễn, chiếu những cái hologram biểu diễn ha, có fanbase luôn, rất là hay. Hi, xin chào Vi Thắng. Ok, tí mình chỉnh mèo cho nó sáng hơn ha. Hi, xin chào Hoa Qua Chi. Rồi, tiếp tục mình sẽ tạo những cái viền đen xung quanh con mắt này. Thì dùng cái công cụ là Ellipse Tool nha, viết tắt là chữ U. Menu nằm ngang phía trên nè, ô fill. Mình sẽ chọn là hình chữ nhật có dấu gạch chéo ha. Chúng ta sẽ không có tô gì trong hình tròn này hết, mà chúng ta chỉ làm cái viền thôi. Mình click vào ô stroke và chọn màu đen. Viền này mình sẽ cho là 1 pixel. Và mình sẽ vẽ ra những cái viền các bạn ha.
mắt của nhân vật này kiểu như hình oval chứ không phải là hình tròn. Nên thay vì vẽ hình tròn, chúng ta phải vẽ hình oval thì nó mới bọc quanh đôi mắt này được ha. Đó, thấy ok hơn rồi đó. Rồi tiếp theo chỉ cần nhân đôi layer này lên thôi. Và nhớ create clipping mask để nó áp vào cái layer phía dưới. Create clipping mask viết tắt là Ctrl Alt Tab G các bạn nha. Rồi, chúng ta đã có được đôi mắt ở bên trong. Bên trong là vẽ một cái hoa văn. Mình cũng sẽ dùng công cụ Brush Tool nè, tạo một cái layer mới. Vẽ một cái hoa văn này gọi là hoa văn tự tạo. Tự tạo ha. Ok, xong ấn Ctrl Z, mình nhân đôi layer này lên, tạo nó thành hình chữ thập nè. Ctrl E để kết hợp layer này nè, Ctrl J lần nữa để nhân đôi nó lên. Mình sẽ tạo ra được hình, đây không biết gọi hình gì, thêm một hình chữ thập nữa. Đó, rồi mình xóa đi, mình ấn Ctrl E để kết hợp layer này lại. Chúng ta đã có được cái hoa văn của con mắt này. Rồi, phải chuột layer con mắt này, chọn Blending Option ha. Rồi mình sẽ click vào hiệu ứng Outer Glow sáng ra bên ngoài. Click vào nút màu cho nó sáng màu xanh luôn. Xanh chuối này luôn. Đó, ấn OK. Rất là ngầu ha. OK, mở lại hình cô gái lên coi. Chúng ta đã có một mắt gọi là mắt Rasengan. Rasengan rồi. Ở trong màu sáng ở ngoài màu đậm thì nhìn con mắt nó không có được đẹp như là ở trong màu đậm ở ngoài màu sáng. Rồi, cái này xong rồi mình chọn hết những cái layer hiệu ứng của cái đôi mắt này nè. Ấn Ctrl E để tạo một cái layer mới. Để tạo một cái layer mới bao gồm tất cả những layer mà mình đã chọn ha. Ctrl Alt Tab E chứ. Đúng rồi, phải ấn Ctrl Alt Tab E nha. Rồi mình sẽ kéo cái layer này lên trên ngay phía trên cái đôi mắt ở bên tay trái của mình nè, bên tay trái của mình nè. Rồi phải chuột vào layer đó, chọn là Create Clipping Mask để áp cái con mắt này vào. Và mình sổ thuộc tính xuống và chọn là Multiply. Đó. Cho con mắt này qua đây. Bên con mắt này mình cũng sẽ dùng công cụ chọn khối để mình bỏ cái phần tóc mà che vào cái đôi mắt này nè. Sẽ bỏ bớt nó ra. Hơi rùng rợn các bạn ha. Để coi Vi có muốn chỉnh cái màu mắt này lại không. À đúng rồi, chỉnh là màu xanh dương. OK, xanh dương chứ không phải xanh lá, đúng rồi, mình bị nhầm. Ở đây phải xác định được cái layer màu nè. Rồi, chúng ta vẽ lại.
Vẽ lại phần màu ở đây là xanh dương nha. Đó. Outer glow. Cho cái đốm ở đây thành màu trắng nữa cho nó đẹp nè. Đó. Mình vẫn thấy nó hơi ở bên đây, chắc giảm lại bớt cái phần màu đen này quá, để cái hoa văn đen này bự quá, nhìn nó cứ sao sao á. Giảm lại thì đỡ hơn nè. Rồi, để mình giảm thử cái màu hồng này cho nó nhạt hơn một chút, để coi nhìn nó tự nhiên hơn không. Màu kia nhiều khi nhìn thấy nó hơi creepy quá, giống như là một nhân vật trong Creepy Pasta vậy đó. Đó, để màu vậy như vậy là đỡ hơn nè. Cái lồng á, tại vì con mắt chúng ta đã quen rồi, quen đối với một gương mặt thì có cái lồng mà là màu trắng, rồi đôi mắt là màu đen. Tự nhiên chúng ta làm khác cái đó đi á, tự nhiên để cái lồng ở ngoài mà nó màu đậm quá thì chúng ta sẽ thấy cái nhân vật của chúng ta nó thể hiện một cái phong thái khác liền. Rồi, ở đây mình sẽ copy cái hiệu ứng này cho đôi mắt. Bên tay phải luôn. Đó, cho đôi mắt phải luôn. Là đơn giản ha. Ok, như vậy là chúng ta xong được cái đôi mắt của nhân vật này. Không biết sao mà mình vẫn thấy nó creepy thế nào á. Giống như là cái cô gái này, cái đôi mắt to quá, chỉnh cái màu này sao thấy nó kỳ kỳ. Ok, thôi tiếp đi, tiếp tục đi. Chúng ta chỉnh cái phần ở dưới nè. À đúng rồi, việc nó giữ là màu xanh của hình gốc. À, để chúng ta xem đôi mắt gốc. Đây, màu xanh gốc là một cái gọi là trong veo ha. Cái màu xanh trong veo chúng ta nên giữ lại. Ok, bây giờ mình sẽ xóa đi. Đó. Được hơn, ok hơn, nhưng mà cái tròng màu hồng thấy nó sao ta. Để mình thử coi nha, có thể ở đây gọi là một cái illusion á, do cái đôi mắt mà màu gần màu hồng với màu đỏ. Đúng rồi, do cái đôi mắt mà gần màu hồng với màu đỏ, chúng ta hay tưởng tượng như là một cái đôi mắt bị đánh cho bông vậy, nên nhìn nó cứ sợ sợ, creepy. Còn mà mình chuyển qua màu khác nè, như màu xanh nè, thì lại nhìn nó rất là bình thường. Mà để màu hồng thì lại nhìn nó thấy nó creepy. Đó là do phần đôi mắt nữa, mà nó gần với màu hồng với màu đỏ, tự nhiên là nó làm cho chúng ta có cái cảm giác là
nó cứ rùng rợn thế nào á, nó cứ creepy thế nào á. Đó, để mà mắt gốc thì thấy ok hơn đó. Có thể là mình sẽ chỉnh cho cái màu hồng này nó nhạt hơn một chút. Nhìn cho nó đỡ creepy ha. Cho 50 đi. Đó, vậy đi. Xanh và hồng như vậy, nhìn nó đỡ creepy hơn nhiều. Ok, tới cái phần khó nhất của cái thiết kế này. Làm sao mà chúng ta gọi là xóa cái bàn tay này ra được? Các phần áo thì các bạn có thể vẽ lại ha. Ở đây mình sẽ làm cái khó trước đi. Làm cái khó trước đi. Ở đây, cái phần hoa văn của cái scarf này, cái khăn choàng này, chúng ta rất là khó chỉnh. Thì ở đây mình sẽ chỉnh bằng cách là mình sẽ chọn khối theo cái khối của cái khăn choàng này ha. Chọn đúng cái phần mà các bạn muốn chỉnh thôi ha. Sau đó chọn cái công cụ là path tool nè, path tool viết tắt là chữ J. Mình sẽ di chuyển cái khối này qua cái phần khăn choàng nào, qua cái chỗ nào mà các bạn thấy nó thích hợp, phù hợp với cái phần hoa văn kia đó. Giống như mình để đây đi đó, thấy nó đỡ đỡ chưa. Rồi làm tương tự với những cái khối khăn choàng còn lại. Ở đây chúng ta làm xong thì nó cũng nhìn nó tương đối thôi các bạn nha, chứ chưa chứ không có được 100% đâu. 100% là chúng ta phải vẽ rất là tốt rồi chúng ta chỉnh nó lại, edit nó lại thì mới ra nổi 100%. Rồi sau đó mình sẽ vẽ thêm vào. Để phân chia cái này, cái khối này ra. Đó. Ok, xong rồi mình sẽ dùng cái công cụ Smart Tool nè, công cụ tray track để bắt đầu mình sẽ kết hợp những cái khối này cho nó dạng nó dính dáng tới nhau một chút. Như nãy là nó chất quốc à, nhìn những cái hoa văn này nó không dính dáng tới nhau hết. Thì ở đây mình sẽ cố gắng mình làm cho những cái khối này nó không bị lệch quá ha. Còn cái nào lệch quá rồi thì các bạn có thể phân chia nó ra làm một cái khối khác luôn, để cho người xem người ta tưởng tượng đây là một cái khối khác. Đó, mình đang vẽ những cái hoa văn này cho nó rõ ra.
ở đây tương đối thôi các bạn nha. Là một nhìn được giống 100% thì cũng là rất là khó. Rồi. Khi mà các bạn dùng cái công cụ Path Tool á, nó sẽ giữ lại một phần của cái phần chọn gốc á. Giống như ở này, hồi nãy ở đây, cái nguyên cái phần này, cái phần bàn tay nó sáng sáng, nên nó vẫn bị hòa vào cái phần bàn tay đó, nên các bạn thấy là nó vẫn sáng sáng ở đây. Cái màu nó bị hòa vào, nhìn cái màu nó không có được thành từng cái khối đúng của cái hoa văn của cái này gọi là gì ta? Scarf hả? Cái scarf là cái khăn choàng này nữa. Đó, nên bây giờ mình phải vẽ lại cho nó ra được khối. Rồi, tạm thời như vậy đi. Chúng ta sửa ở dưới rồi bắt đầu nhìn tổng thể hình coi có chỗ nào chưa được, sửa tiếp. Ở dưới thì chỉ có là dùng brush tool rồi vẽ lên thôi các bạn ha. Đây mình sẽ vẽ lại chỗ này. Ở đây tác giả vẽ đẹp quá rồi, nên sửa lại thì cũng tạm tạm thôi, chứ sửa thì cũng nó không thể mà đẹp như cái hình gốc. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ vẽ thêm bóng vào. Rồi, mình sẽ tiếp tục
trây trét nó ra ha, dùng smart tool trây trét cái phần bóng này ra cho nó hòa vào cái phần. Phần nền áo phía dưới. Cái màu bên tay phải này thấy nó cũng còn khá khác so với cái màu bên bên đây, để mình coi có thể mình thì thế mạnh của mình không vẽ được cái nếp nếp nhăn á. Cái áo này đáng lẽ phải có nhiều cái nếp nhăn hơn thì nó sẽ ra được đẹp hơn. Còn ở đây thì chắc mình chỉ chỉnh sửa được tới như vậy. Đó, ok, tạm thời vậy đi. Chúng ta quay trở lại với cái cà vạt này đi. Rồi, mình sẽ tạo bóng, tạo khối cho những cái khối cà vạt này ha, cho nó nhìn nó được tự nhiên một chút. Ok, đây chắc là những gì mà mình có thể làm trong cái khả năng của mình rồi. Đó, nãy giờ mình chỉ có dùng cái công cụ là brush tool nè, công cụ cây cọ, rồi công cụ smirk, công cụ trây trét nó ra ha. Nãy giờ chỉ có hai công cụ đó thôi để chỉnh sửa những cái hình này. Đó là mình chỉ có vẽ thêm rồi vẽ vêm vẽ bớt rồi thêm trây trét nó ra trây trét nó ra thôi ha, chứ cũng chẳng có gì là những cái công cụ này thì cũng chẳng có gì lạ. Chỗ này thì mình nên làm nó đậm hơn, nhìn nó sẽ tự nhiên hơn.
Đó. Chỉnh em cái này nữa nha. Ô bên đây tự nhiên cái màu nó lại. Mình sẽ cho màu của nó là màu trắng luôn. Mình thấy cái hoa văn này rất là phổ biến luôn á. Thấy rất là nhiều ha. Không biết là nguồn gốc là ở đâu ra. Ok, bây giờ chỉ còn thay đổi màu mắt của chú mèo này là chúng ta đã hoàn thành cái yêu cầu thiết kế này. Hello, xin chào Nguyễn Khắc Đông. Ở Việt ơi, công cụ tray trét là rất khác công cụ làm nhà nha. Làm nhòe là cái công cụ này nè, cũng nằm ở trong bộ công cụ tray trét á. Làm nghề là blur. Blur là nó làm cái chỗ đó nó nhòe ra thôi. Còn tray trét là việc có thể cho cái hướng nhòe của nó hướng theo hướng nào. Ví dụ như ở chỗ chỗ đôi tóc này đi. Nếu mà dùng cái tray trét á, bây giờ mình muốn cái hướng tóc này nó hướng vào hướng này thì mình có thể trét 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 nó về hướng này được ha. Còn blur là mình sẽ làm nhòe, là mình sẽ làm cho cái chỗ đó nó nhòe ra thôi đó, chứ mình không có muốn nó nhòe theo hướng nào được. Ok, bây giờ chỉ còn chỉnh đôi mắt mèo để mình coi. Đôi mắt mèo thì mèo trắng, mắt xanh dương và hồng, không cần sẹo. Mắt mèo cũng làm y như phần mắt người luôn. Mình xác định có con mèo nằm đâu. Đây là layer của con mèo. Có bạn nói lúc nãy là con mèo nên cho trắng ra thì sẽ đẹp hơn. Mèo này mình sẽ cho là không. Thôi, cũng cho trắng ra, chúng ta vào filter, vào camera raw filter nha. Tăng cái tông trắng của cái hình chú mèo này lên. Tăng phần white nè, white là phần trắng nè. Ok. Đó, thành một chú mèo trắng xóa, rất là đẹp ha. Rồi tắt đôi mắt, chúng ta cũng dùng công cụ pen tool, tắt chữ B phở. Mình sẽ chọn riêng cái phần con mắt, ấn Ctrl J để nhân đôi cái layer mà mình vừa chọn ra nha. Đó, tạo một cái layer mới, chỉ có cái đôi mắt mà chúng ta chọn thôi. Xong rồi, chuyển nó thành trắng đen. Và muốn nó màu nào thì tạo một layer mới nằm trên cái đôi mắt đó ha. Ở đây mình làm nhanh tại vì những cái chỉnh hiệu ứng này chúng ta đã chỉnh từ cái đôi mắt phía dưới đã biết hết rồi. Đến đây mình sẽ làm nhanh ha. Một cái là một bên màu xanh dương, bên màu hồng. Để mình hút màu xanh dương của đôi mắt cô gái dưới đi. Xanh dương dưới đẹp nè. Đó, tô lên. Xong rồi chuyển thuộc tính layer thành multiply.
Đó. Hồng, chúng ta lấy hồng nhạt đi cho nó giống với đôi mắt ở phía dưới. Đó, một bên xanh, một bên hồng. À, còn một cái nữa. Mắt mèo á các bạn, mắt mèo thì không có dấu chấm ở đây. Chấm vậy là mắt chó, mắt mèo là hình hình gọi là hình mắt mèo á, hình mắt kha á. Này hình giống như hạt gạo ha. Tạm thời mình sẽ gọi là xóa đi cái dấu chấm của đôi mắt mèo ở đây, sau đó chúng ta sẽ vẽ thêm vào. Ok, như vậy là chúng ta đã chỉnh xong được cái hình này. Cái phần khăn choàng thì nhìn cũng chưa có được hài lòng lắm. Nhưng mà thôi, chắc trình của mình tới đây thôi. Cái khối ở đây nó chưa có được. Nó bị cái đường gạch này nó làm. Đó. Ok, như vậy là chúng ta đã chỉnh xong được hình này. Crop nó sát vào. Check comment xem có edit gì trên hình này không. Ok, Vi ơi có muốn chỉnh gì thì nói mình nha. Mình vẫn còn lưu lại cái file này nè. Rồi, chúng ta đã làm xong hết những cái yêu cầu của ngày hôm nay. Mình sẽ vào inbox check xem là có yêu cầu nào mới không. Là cách mà chúng ta edit một cái hình ảnh rất là lâu đúng không? Nhưng mà cũng còn đỡ hơn là phải vẽ hình mới, rất là khó vẽ. Hi, xin chào Nguyễn Trâm. Ok Việt ơi. Những cái chú mèo đen, không biết tại sao văn hóa Việt Nam lại rất là kỵ mèo đen ha. Nói là mèo đen mang lại xui xẻo nè. Rồi mèo đen thì nhảy qua cái xác chết thì là cái xác đó sống dậy hay gì đó. Nói chung là rất là gọi là có một cái thành kiến đối với mèo đen. Không biết là có một cái câu chuyện dân gian nào mà khiến người ta như vậy không? Ok, gửi cho Tân ảnh Nami và ảnh mũ rơm. Các bạn ơi, bạn nào muốn lấy file thì vào inbox nhắn cho mình nha. Có gửi nhầm một file cho Tân nhưng mà chắc không sao. Việc Việc có thiết kế mấy mẫu rất là đẹp polygon ha. Những mẫu này á các bạn, Việc là sử dụng app trên điện thoại để thiết kế thôi. Rất là hay luôn, mình rất là bất ngờ là điện thoại bây giờ lại có thể gọi là tách nền nè, thêm hiệu ứng gradient nè, thêm phông chữ này đầy đủ hết, không thiếu gì hết, rất là hay ha. Đó, còn làm phông nữa, hình xong rồi hình đã được tách nền luôn, y như là làm trên máy tính. Mình rất là bất ngờ luôn ha. Đó, ngay cả làm polygon mà cũng làm điện thoại được. Rất là hay. Không biết là làm thế nào mà Việt lại làm được mấy cái polygon trên điện thoại như vậy. Đó, polygon hình chú két. Gấu mèo nè. Cáo. Rất hay các bạn ha. Cái app của Việt sử dụng tên là Collage. Collage. Collage hôm bữa việc chia sẻ vậy mà mình cũng chưa thử nữa.
Collage. Mà công nhận là bây giờ điện thoại cũng có rất là nhiều app hay ha. Edit video, edit điện thoại có thể làm edit video nè, edit hình ảnh có thể làm trên máy tính rất là hay luôn. Để coi lúc đầu Vi có đây yêu cầu thiết kế của Vi là làm hai ảnh ghép vào nhau kiểu một nửa bên đỏ. À, làm hai ảnh ghép vào nhau thì rất là đơn giản thôi, để mình hướng dẫn luôn. Các bạn muốn làm hai ảnh ghép vào nhau á, chúng ta vào Photoshop nè. Để mình mở cái ảnh lên này lên bằng Photoshop. Ví dụ như bạn muốn cái nửa ảnh này ghép bằng nửa ảnh kia thì chúng ta copy nửa ảnh kia vào trong trang này. Đó. Xong rồi, dùng công cụ Move Tool nè. Canh cái kích thước nó coi là ok chưa. Sau đó mình che bớt đi một nửa ha. Ở góc phải phía dưới màn hình đó, click vào nút Add Layer Mask nè để tạo một cái layer mặt nạ cho cái hình cái xe này. Rồi, dùng cái công cụ là Rectangle Rectangular Marker Tool nè, chọn khối một nửa hình này. Xong rồi, dùng công cụ Pen Bucket Tool tô màu đen vào. Đó là chúng ta xóa đi một nửa của cái hình này. Rồi, mình để vào coi là nó hợp chưa. Ở đây thấy thấy chắc khớp rồi đó. Khớp rồi đó. Rồi, khớp rồi thì sau đó chúng ta dùng công cụ Crop Tool nè. Mình sáng hai bên lại cho nó đều đều nhau một chút. Đó, vậy là xong. Là chúng ta có thể ghép một nửa ảnh này, một nửa ảnh kia. Rất là đơn giản ha. Rồi, để mình gửi cho Vi cái này luôn. Lão Hạc có cho mình một yêu cầu thiết kế. Slogan là vì đam mê chấp luôn thần chết. Ok. Rồi, chúng ta đã có một cái yêu cầu thiết kế trong inbox. Rồi, ok. Như vậy là mình đã check hết những cái yêu cầu ở trong inbox để xem. Rồi, bây giờ check comment nha. Những cái yêu cầu mà trong comment các bạn đừng lo nha. Kết thúc livestream thì mình sẽ check sau. Hai lão hạt. Phần áo bên phải. Lão hạt muốn cho cái nếp nhăn to ra. À, mình edit vậy thôi chứ. Cho thêm nếp nhăn thì lại khó, lại phải chỉnh màu lại nữa. Ok, Trâm ơi. À, chúng ta có thêm một người nữa có huy hiệu người chia sẻ ha, Nguyễn Khắc Đồng. Khắc Đồng có một yêu cầu là vẽ logo lớp A9 thử sắp xếp như thế nào cho logo nó đơn giản hợp lý. Ok, Đồng ơi, đã nhận được yêu cầu của Đồng nha. Để bữa sau mình sẽ Ok, để bữa sau mình sẽ vẽ thử cái logo lớp A9 nha. Ok Việt, ok Việt.
Mình có chia sẻ là đã từng có một cái sự kiện buồn ở Pháp hay là Anh. Lúc đó là tất cả mèo đen đều bị bắt thiêu sống vì bị cho là phù thủy hóa thân. Phù thủy hóa thân ha. Đó là có những cái lúc mà con người kiểu như là có những cái niềm tin rất là kỳ lạ. Mà thời nay, thời đó thì mọi người tin là như vậy là đúng nha. Đó, ai mà nghĩ khác đi là coi như họ bị điên hoặc là họ chống lại thần thánh ha. Còn bây giờ nhìn lại thì thấy là họ điên thiệt. Giống như bây giờ nhiều khi mình có những sự việc mình nghĩ là nó là như vậy, mình tin nó là như vậy. Nhưng mà biết đâu khoảng 100 năm sau, 200 năm sau, cái loài người phát hiện ra không phải là như vậy thì sao? Đó. Vi muốn chuyển đường nét như là nhân vật của Việt. Đường nét của nhân vật của Việt về cơ bản là nó đã khác rồi, cái đường chì nó đã khác rồi. Nó là những cái nét chì, để mình xem là để xem có cách nào không. Cái này chắc chỉ có vẽ thêm vào thôi Vi ơi, vẽ thêm vào thôi, nhưng mà vẽ từ cái thể loại này qua qua phong cách này thì là hơi khó đó, hơi khó đó. Cái này chắc mình vẽ không được quá, thử coi, thử vẽ thêm vào coi nó có ra không. Kiểu như bên kia là phong cách vẽ là những cái đường sketch các bạn ha, kiểu như phác họa trên giấy á, nên là chúng ta thấy những cái đường vẽ này nè nó vẫn còn nhiều nét, tác giả chưa có gom lại. Đó là một cái phong cách tranh. Còn ở bên đây là phong cách là kiểu tươm tất, vẽ nét đào ra nét đó đàng hoàng, nên là muốn cho nó giống thì cũng rất là khó, chúng ta phải vẽ thêm nét vào. Mà ở đây mình lại không có. Chuyên về cái mảng vẽ này nên chỉnh sửa thì cũng tương đối, chứ còn mà vẽ cho nó ra giống thì chắc nó không giống được rồi. Chắc làm được tới đây thôi Vi ơi, làm được tới đây thôi, chứ chuyển từ thể loại nét liền này qua nét 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 đất kia thì khó quá. Hai, xin chào Thành Samson. Thứ tư là mình sẽ livestream về đọc sách, và thứ sáu là mình sẽ quay trở lại livestream về thiết kế nha Thành ơi. Ok, cảm ơn Việt nha. Vi ơi. Vi đã inbox chưa? Để coi mình xem mình gửi hình cho Vi chưa? Để gửi cái hình này cho Vi luôn. Đó, do cái hai cái phong cách hình vẽ khác nhau nên chỉnh cho nó nhìn giống nhau hoàn toàn thì rất là khó.
200. Thật ra thì mình thấy vẽ trên PC hay là vẽ trên giấy á, trên PC mình thấy tiện hơn rất là nhiều. Trên giấy mới là thật sự kiên nhẫn, tại vì giấy á mình vẽ ra xong rồi mình không có gom đi được, gom đi thì nó lại xấu, hoặc là gom đi thì nó có thể rách tranh hoặc là nó không có đẹp. Còn trên Photoshop thì giống như vẽ nét nào ra, muốn gom là gom, muốn chỉnh màu là chỉnh màu. Thấy nó đơn giản hơn vẽ trên giấy rất nhiều. Nhưng mà chỉ có là muốn cho tiện á, thì chúng ta phải mua một cái bàn vẽ để cái đường vẽ nó được linh hoạt giống như là trên giấy, và chúng ta phải luyện một thời gian để cho cái tay mà sử dụng bút này nó quen đi. Bình thường chúng ta dùng chuột thì chúng ta quen chuột rồi, chuyển qua cái bút vẽ thì nó sẽ hơi khác, cái cảm giác mà vẽ trên Wacom thì nó sẽ hơi khác. Thì một thời gian chúng ta phải tập một thời gian để cho nó tiện. Còn về mình thì mình thấy là khi mà mình vẽ trên máy tính nè, vẽ trên PC nè, thấy nó rất là tiện ha. Tiện trên giấy thì cũng y như trên giấy thôi, nó cũng có cái bút vẽ, nhưng mà trên PC thì các bạn có thể có rất là nhiều lựa chọn khác, chẳng hạn như đổi ngòi bút, đổi màu, đổi này nọ rất là nhiều ha. Chúng ta có thể vẽ ra những cái tranh digital. Ok Việt ơi. Mọi người ơi, chúng ta đã livestream được.